Này cần gì phải cao, có chiều cao đâu anh. Đứng dưới hái được đơn giản này. Mưa còn bắn hết cả đất lên này. Đây là vườn nhà cô dì chú bác chứ không phải vườn cô nhà dì em chú bác, không phải vườn nhà em. Đấy. Măng cái gì anh? Măng đang lên cái gì? Không phải là mượn mà là nhờ xe, đi nhờ đất, đi nhờ. Ôi. Đấy 10, 10 hay mà tay em hệ là tay hộ pháp đấy. Cái này nó 10 11 đấy. Lá đấy còn bé, bây giờ lá này nó chỉ là lá, đây là lá C thôi ạ, mai kia nó mới to. Lan đột biến đi ạ? À? Em nói với anh nhá, mai là có 5 loại đấy, không phải có mua 1 loại đâu. Mai là có 5 loại. Đấy, 3 cành đấy thôi. Mai vàng nó khác, ở những cái cây khác là nó ra một cái là nó có chùm rúng này, các bạn nhìn. Đây này, như cây mai này là không phải này anh này. Đây là chỉ cái búi này. Không bao giờ phải cái này. Lá và thân giống hệt nhau nhưng mà không phải nó. Nếu mà phải thì em đã chết rồi. Này. Hôm nọ mình vào nó hoang sơ nhỉ. Ôi cái mùa này, cái loại này mùa mưa nó lên. Em định top top này hả? Top là top thế nào? Em là YouTuber rồi, đối tác của YouTube. Đây này, như cây này búi này không phải. Không phải à? Đấy, lá, đúng từ rồi. Lá thân giống nhau. Thằng kia ông nọ cũng chết. Mọi người bắt nó tháo ra. Ôi rồi. Lá thật là lá nó bé hơn. Vô nó bé hơn ra giống với giống nhau nhưng mà nếu mà bọn nó vẫn làm tiền nó vẫn chết là bạn. Thế cái bị này. Đi xem siêu lá đi. Đi. Đi lại về ăn cơm miệng. Không rồi. Quay ngang cho em. Quay ngang này. Ôi giời, ôi đẹp chứ. Rồi. Quay nó đi gọi. Ui giời ơi mọi người này. Cứ bùm 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 mà hái thôi. Cây tiền đấy. Cứ ra vườn là có tiền. 2 năm đấy nhá. Đấy, 2 năm rồi. Anh đếm cho em xem là cái gốc này được bao nhiêu. 1 đôi, 2 đôi, 3 đôi, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 19 cây. 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 17 cây. Đâu mà ra 17? 1 2 3 4 5 6 7 8 17 cây. Thế hả? Thế là cái gì? Cái gì kia? Cái gì đúng từ đó rồi. Khách Mộc Châu. Đi thăm vườn. Ừ. Chiều sớm mai bẻ xong rồi chiều mai để gửi lên Hà Giang. Chưa bẻ được, cái này chưa bẻ được cũng non. Dễ non à? Đây đầy dễ thì non. Ờ, dễ trắng bao giờ dễ vàng, dễ vàng dễ nâu thì. Cái này, trước, cái này lúc mình bẻ hay là mình phải lấy dao mình chặt chứ? Động phát được bê tào màu động. Người ta làm kỹ thuật từ khi trước khi đắp bầu, đắp đất vào. Rồi, cắt hai bên rồi nhưng để vâng. Không bẻ phát là được. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ gió to là nó cũng đổ xuống rồi. Lúc vặt thỉnh thoảng cơ này vẫn được mà. Thoải mái. Anh 100 tàu cho những 10 tàu. Sang bên kia nó làm cái gì mà nó... Anh ơi, người ta gói bánh ạ. À. Em ở bên Đài Loan 2 năm rồi. Em ăn cái bánh đấy. Ở đây thì. Vâng. Không, cái này người ta làm thay như kiểu bánh chưng à, lá dong để gói bánh chưng ấy anh. Vâng. Các cái nước đấy họ dùng cái này. Vâng. Từ năm 2013. Nguyên viên này. Nhưng anh nhìn cây mai vàng đặc điểm của nó là nó mọc từ dưới lên tận ngọn. Chưa mắt nào bỏ. Đấy một khi mà nó đã trồng đúng mật độ thưa, còn mau không nói nhá. Mau thì không mà nói trước. Nhà mình ở trên kia hôm qua là đào hố là đào 6m một gốc. Xem cái siêu. Vâng. Siêu vườn khác ạ. Đây là những khóm mai thái nha các bạn. Những khóm mai thái mới trồng được 4-5 tháng. Đấy. Khi các bạn trồng khoảng cách như thế này thì bên trong giữa của nó là các bạn cũng có thể trồng sen bất cứ cái loại cây gì, hoa màu, ví dụ ngô, khoai, lạc, đỗ, sắn. Như khóm kia các bạn nhìn à, măng nó lên này.
Đó, cây măng đó các bạn. Cây này thì được cái là ra măng quanh năm nhé các bạn nhé. Mai thái. Lá có vân kẻ kẻ. Và cái mấu của nó là nó có râu đen đen. Chính là ở dưới chỗ nhà vườn chính ở dưới kia. Đấy thì là chị chủ yếu là làm ở dưới kia, còn đây là đất ở trên này mà đồi như thế này mà trồng vẫn được thì đất ở chỗ trên chỗ kia thì quá ok luôn. Đấy, chị nói với em là cây keo lên được thì cây này vẫn lên bình thường. Đây đây em ơi, em đi dạy vào dây ven này nó quăng đỡ ướt quần. Đấy rồi. Là quá ok luôn. Đấy. Không có sướng nào, chú vào sướng nào. Xem là nó tình hình nó như thế nào. Bây giờ mà em chở chị đi xong rồi em lại chở chị về thì chị đưa em đi. Vâng. Được. Thì cách đây đi sâu vào khoảng độ cái cây sặt, gọi là cây sặt, nó mọc hoang ấy. Đấy, cỏ ngọt này là chị cứ cắt cho trâu, xong rồi đến khi mà 3 năm rồi cái cây kia nó khép tán rồi thì là thôi bỏ cỏ ngọt. Đấy, mai vàng em nhìn thấy cái lá nó khác hẳn cái cây mai thái không? Vâng. Lá nó méo mà nó màu vàng lá khác hẳn. Bao giờ méo. Đấy. Ủa. Mà cái thằng này nè, kể cả bão nó không mấy khi nó rách đâu. Nó không rách lá đâu. Hôm không, em gọi chị em bảo là mô hình của chị gọi cả nuôi trâu, cả trồng cỏ ngọt rồi. Đấy. Thực tế mà. Chị quay thực tế mà. Có. Cây của nó đấy thì vâng, siêu lá đấy. Đấy, siêu lá thường đấy. Em muốn đưa anh vào đồi, nhưng mà đồi của em nó xa, nó trong đồi nó rộng. Ôi, xem ở đây là siêu lá thoải mái rồi. Đây là siêu đây thì. Dạ. Đây là siêu lá đây. Siêu lá thường đấy, cái cây mà anh bảo tí nó về bốc 100 á. Đó, đó, đây. Nó đấy, chính nó đấy. Đây. Đây. Này nó ngắn tí thôi, chứ lá chiều này. Dày. Vẫn. Cái đố này nó dày anh ạ. Cái đố này và cái đố này nó đến với nhau nó dày. Mà đây này anh nhìn này, cái mấu của nó gù ra. Cái này được treo được 5 nhưng đấy. Bối này chắc chỉ 5. Đất nó tốt nữa mà. 1 năm mà được này rồi á. Vâng. Anh nhìn kia bảo là đất này nó ẩm. 1 năm hay 2 năm thời gian là nó cũng là do mình canh tác nữa. Nếu như anh trồng ở trên đồi cao hoặc là nó thời tiết nó khắc nghiệt vào cái cuối năm thì nó phát triển không bằng cái đầu năm này. Này nó ra nhiều hơn là cái loại mai vàng. Vàng đấy, nó chắc chắn nó ra phu thủa rồi, mất nào nó ra. Đúng rồi, đúng rồi. Nó gọi là siêu mà, nhiều lá. Nhưng mà cây này là chắc phải chăm sóc cát đúng không? Chăm sóc nó cũng bình thường thôi. Nhìn cái to bàn tay mình hết rồi. Cái gì cũng phải nuôi nó. Măng vẫn lên bình thường này các bạn nhá. Đấy. Như bây hiện tại giờ về với người ta chắc chỉ được 15 mà cùng. Nhưng người ta chưa hái đâu. Ta hái để cho nó được năng suất á thì người ta để hái cái búp này nó cũng xòe ra được như cái lá này này. À, thì là người ta hái, chứ còn nếu mà còn cái búp này kịch rồi nó phải ra tít được ngoài này phải 10 mấy 20 gần 20 lá. Là người ta mới giựt xuống. Và người ta mới giựt xuống, chứ còn nếu như bây giờ đi hái thì cũng được. Hết tầm thì bắt đầu đi hái cũng được, nhưng mà người ta nhặt ở đây xong rồi người ta sẽ bớt lại cái lá này và cái búp này. Như cái này. Ví dụ đây là tàu để hái được này. Đấy nhá. Thế không còn búp ngọn nữa. Ra đến đây nó cụt rồi, nó không còn búp ngọn nữa thì mình mới hái. Nó không lên nữa. Không ra được nữa mình vắt hết sức. Còn nếu bây giờ mình thu hoạch thì mình phải để lại, ví dụ ít nhất vâng. Lại 2-3 lá. Vâng, thế này. Bà cứ để. Nếu cái loại này thì họ cứ bẻ bình luôn là chơi hết luôn. Người ta sẽ bỏ lại như thế này. Như cây này anh giật phát vào đây này, giật hết 3 cây này xuống này.
riêng cành chính của nó thì anh giật đến đây để cho nó hai cái này rồi, rồi còn cái cành nhỏ này là giật hết rồi. Cành đấy là cách thu hái ạ, cách thu hái kinh nghiệm thu hái của nhà vườn. Một là tự ai là nếu như các anh mà muốn có tư vấn về kỹ thuật thì cứ alo em. Không biết làm sao về là cứ hái là thuộc cái cảnh đấy cứ để đấy sau nó mọc cái cảnh con thế đấy chít thôi đi.